Rồi chào các chú các bác cùng các anh em mình ha. Hôm nay em lên ít đồ nghề linh tinh cho anh em mình tham khảo ha. Thì hình thức mua bán của em thì rất là đơn giản ha. Đó, anh em mình xem mã nào ok thì anh em mình liên hệ em số 0916655856 ha. Đó, rồi số tài khoản ngân hàng em là Vietcombank. Chỉ có một số duy nhất nha anh em, 0391003164 ha. Đó, đơn hàng trên 300k thì chứng khoán đủ bao ship ha, dưới 300k thì anh em cọc em ship code đi hàng ha. Anh em nhìn cái số tài khoản này anh em chuyển khoản ha. Chỉ một số anh em lựa là số khác là chừng bị lừa nha anh em. Rồi, đầu tiên lên mã số 1 nè anh em ơi. Em có con mài khuôn phun hợp ha. Mài khuôn này trong hộp luôn, nó có cái đồ mở lử nè anh em. Anh em để đây là mở lử nè. Đó, con này có điều tóc nha anh em, phun mới ha. Trời mưa hơi ồn rồi xíu anh em thông cảm ha. Rồi anh em bật này lên nè, chạy khá là êm nha anh em, đều tóc nè. Đều tóc thì nó 6 số là mát nha anh em. Đó, chạy khá là ok luôn, đầu cứng không có gơ nha anh em. Đây anh em muốn tháo lử thì anh em đè lúc này ha, đè lúc này anh em mở ra rồi siết lại. Con này Tokyo da băng anh em, con này là SHR 300. Đó, con này mã Nhật anh em, khá là ok, công suất ở đây nè. Đó, con này là điện 100V anh em, điện 100V, công suất nó là 100W nha, mỗi là 3 ly anh em. Rồi ok, con này em bán cho anh em là giá 350 anh em. Rồi full hộp luôn, có cái hộp đựng mũi nè anh em, về anh em mình để mũi vô. Đó, full hộp vậy nha, máy chạy ok. Rồi anh em mình cứ chốt đơn thì anh em nhìn cái mã số ha. Đó, mã số 1 350 nha anh em lên mã số 1 350 ha. Rồi anh em mã số 2. Mã số 2 này em có cái này rất là đã anh em. Con này em bán anh em giá 1 triệu nha. Con này là điện 100V. Điện 100V là hiệu của nó là God nha anh em. Thường thường God là thương hiệu của hàng Italy, nó hợp tác với Nhật nha anh em. Thì con này là con hút chì nha anh em. Đó, hiệu God hút chì, điện 100V là công suất của nó là 65W nha anh em. Khá là mới luôn. Anh em đây là mã số code của nó anh em ha. Đây là Made in Japan anh em ha. Đó, hoạt động bình thường anh em. Nó có hai cái chui cắm nè, nó từ 3 chui, nó có cái chân nó đổi sang 2 chân cho mình luôn nè. Đó, zin của nó là vậy ha. Và khi mà mình xài ổ điện không dụng, mình nối này vô nó thành 2 chân lại anh em. Chưa xài luôn anh em, còn đây cái xe cua nữa anh em, hai cái luôn. Đó, rồi lên nó có cái này, nó gắt mỏ, cái mỏ hàng cho mình nè ha. Để nó gắt mỏ hàng, để đây nè. Nó để đây, nó gắt mỏ hàng cho mình ha. Còn nó cho mình bộ xe cua nữa anh em. Bộ này nè, để lắp vô cái họng hút chì nè anh em ha. Nè, bộ này là khi mình nó dơ hoặc là nó hư thì mình thay cái này vô ha. Còn cái này là có một cái đánh vệ sinh đó anh em ha. Thì cái bộ này mới của nó gần 5 triệu anh em, 4.9 á. Bộ này khá là hiếm ha. Anh em muốn tháo ra vệ sinh thì anh em đè này nha. Đó, đẩy vô thì anh em đẩy vô vậy nè. Đó, kéo ra ha, kéo ra là rút ra thôi. Đó, kéo ra rút cái này ra là anh em vệ sinh xong rồi anh em gắn vô lại. Đó, đó vậy là anh em xài thôi. Để em cầm điện cho anh em ha, cầm điện cho anh em. Nó rất là mau nóng anh em, nó có chỉnh nhiệt độ dưới đít luôn anh em. Con này là 450 độ C là mát anh em.
250 nè, 450 anh em có thể tùy chỉnh theo ý muốn ha. Đó, bóp là chạy nè. Đó. Rồi nóng lắm anh em. Vậy là nóng rồi đó nghe anh em. Ba anh em hoạt động ok nha. Mũi của nó là mũi để 1.0 nè. Rất là nhanh nóng anh, đếm một nốt nhạc màu là nó lên nóng liền nha anh em. Đó anh em xài xong anh em gác vậy nè. Đó. Này là nó đầy đủ luôn á. Rồi ok anh em ha. Ở cái này mã số 2 giá 1 triệu nha anh em. Rồi tiếp đến mã số 3 nè. Mã số 3 này em có cây hai cây cảo chữ F nè. Cây này thì thấy toàn tiếng Anh anh em ha. Không nó để 12 inch nè. Hai cây bằng nhau ha, size là 300 mm ha. 300 mm. Hai cây giống nhau, mới ngang nhau hoàn toàn. Đó, hai cây này anh em chung một một dễ, trong chung một cái size anh em dễ làm ha. Mã số 3 350 nha anh em. Rồi anh em muốn xài, anh em muốn tăng đưa xuống anh em bóp cái này ha. Bóp này đưa xuống ha. Chừng nào anh em thiết bị anh em vừa rồi anh em bóp lên ha. Bóp lên cố định lại, đang mình dán keo gỗ hay là mình cố định những cái vật liệu mình muốn cố định đó ha. Bóp lên tăng đưa lên. Rồi hai cây chức năng hoàn toàn anh em ha. Hai cây giống nhau. Đè xuống. Bóp lên. Rồi ok ha. Cây này là dài 3 tấc anh em ha. Cái phần bóp này nó là bằng nhựa nha anh em. Nó bằng nhựa nha. Rồi hai cây này bán cho anh em là 350. Khá là nặng nha anh em. 350 hai cây. Bán cặp cho anh em mình xài dễ xài ha. Rồi tiếp đến là mã tiếp theo. Cây này mini anh em. Chiều dài nó là 150 mm, tất cử anh em ha. Đó, cây này cũng hoạt động ok. Hai cây này em bán 200 anh em, mã số 4 nha. Đè xuống cũng tăng đưa lên bình thường ha. Cây này là mình xài vật liệu nhỏ ha. Đó, khá là đã luôn. Cây này cũng vậy luôn anh em, test hết luôn nha. Đó. Ok bình thường anh em ha. Cái này là cảo chữ F nha anh em. Rồi hai cây là bán 2 xị nha anh em. Rồi này cáo chữ C anh em, cái xe này nguyên con này bằng nhựa nha. Mã số 5 này em bán 150 nè. Chiều dài nó cũng tầm tất cử anh em. Đó, anh em có thể là tăng đưa thao tác nhanh nè, anh em đưa bấm này đưa lên nè. Đó, bấm rồi đưa lên. Bấm là nó chạy xuống. Thấy không? Ha, bấm là nó chạy xuống anh em, là anh em xây. Ha, rất là nhiều chức năng luôn. Đó, đưa xuống nè, thao tác nhanh ha, đưa lên đưa xuống nè. Đó. Cái này là bằng nhựa hết nha anh em. Cái này mình làm gỗ là ok. Cái này giá 150 anh em, mã số 5 là 150 nè. Anh em chụp hình màn hình gửi qua Zalo em là chốt mã số 5 150. Đó, vậy nó dễ em đưa vậy là cho dễ ha. Rồi, cảo chữ C anh em. Con này cảo chữ F nè. Con này size to nè, con này size tầm để 100 x 80 nè anh em. À, nó để 400 anh em ơi, 400 này là 4 tấc. Đó. 4 tấc mà nhân cho 80 nghĩa là cái miệng nó kẹp được 80 anh em ha, mình ngang này 80. Còn cái này thì chiều dài là 400 là 4 tấc. Rồi cây hoạt động bình thường anh em ha. Cây hoạt động bình thường cái này nó bằng kim loại nha anh em. Đó. Kéo lên cái xuống bình thường ha. Rồi bán cho anh em cái này 180.000 nha anh em. Rồi tiếp đến là cái hộp này là cái hộp giá 800.000, mã số 7 anh em. Mã số 7 thì nó có dụng cụ gì tâm lum cho anh em ơi. Đó. Cần lực nè. Cần lực cái này hãng Tone ha anh em. Đó mà đều nó hoạt động bình thường. Hoạt động bình thường anh em, mà nó thiếu ngóc đây nè, để nữa em kiếm móc xiết cho anh em ha. Cố định ngóc lại, nó mắc ngóc rồi nè, để em kiếm móc dặn vô cho anh em nha. Còn cái đầu này là tối đa nó là 10 để số 14 ly nè anh em. 14 là 13 12 1 thì dài xuống anh em, có đầu vít nữa nè. Đó, đầu này là 1/2 nha anh em. Đầu là 1/2. Anh em để vô dặn bu lông cũng được luôn nha. Đó. Đảo chiều đầy đủ nha.
ngon lành nha anh em. Xíu ngóc để nữa em kiếm ngóc dặn cho anh em nghe quên. Rồi hộp này em bán 800.000 nha anh em. Để nó để thiết bị của nó nè. Đầu là đầu lục giác nha anh em, nó dính liền nha, không có sức ra được. Đầu này ở trong là 1/2, còn đầu ngoài là đục giác nha. Đầu này cũng khá hiếm đó. Hãng này là hãng Tone nha. Đó, đầy đủ để em đếm coi 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 14 chi tiết với cái cần này nó 15 chi tiết nha anh em. 15 chi tiết trong cái hộp này nha. Rồi em bán cái này 800 nha. Nguyên hộp 800. Mã số 7 anh em. Mã số 8 là em có cái dao đi rừng nè. Cái dao đi rừng này nó một bên nha anh em, nó giác một bên thôi. Một bên thôi, mài một bên thôi, còn bên đây là nó thẳng xuống nha. Dao đi rừng này bán cho anh em chiều dài nó tầm 2 tấc nha anh em. Chiều dài nó tầm 2 tấc, tấc 8 gì đó. Có cái bao da luôn, nguyên xi luôn nha anh em. Dao này anh em mình khá là bé ha. Đó, nó không có hiệu gì cho anh em. Nhưng mà nó là đồ nhập phải nha. Nó full topping nó vậy ha. Đó, bán cho anh em con này 200 nha. Dao đi rừng 200. Đó, anh em có thể chụp cái màn hình để anh em gửi qua Zalo cho em cho nó dễ ha. Rồi ok 200. Tới mã số 9 nè anh em. Kìm cộng lực nguyên con nó bằng thép đúc nguyên khối nha anh em. Có cái dây gì buộc bên Nhật nó xài ha. Cái này cái size của nó là 300 nha anh em. Size nó là 300mm. Ra bằng ha. Con này của thằng MCC nha anh em. Con này MCC ha, size 300 nè, lưỡi còn khá đẹp anh em ha. Ok luôn. Mở ra mở vô bình thường anh em. Rồi. Mã số 9 là chốt cho em 120.000 anh em. Tiếp đến là mã số 10 này em có cưa sắt anh em, cưa sắt mã số 10 nha. Mã số 10 này nó có 13 lưỡi. Em tính cho anh em mỗi lưỡi 10.000, 13 lưỡi với cây này, cây cán ha. Cái cán này em tính cho anh em là 13 lưỡi với cán này em ba tính cho anh em là 100.000 nha. Tất cả là mới chưa xài nha anh em. Mới tinh chưa xài, không có lưỡi nào xài rồi hết. Mới tinh luôn nguyên bộ nó cầm lên nó vậy ha. Bán cho anh em 100.000 anh em mình dễ mua luôn. Mã số 11. Mã số 11 thì em có cây cưa ship nha anh em. Cưa ship này lưỡi còn khá là đẹp nha. Hiệu là Gumboy. Mắt đen da băng nha anh em. Size của nó là 21 anh em. Cái lưỡi là 21, còn cái phần cả cán luôn là khoảng gần 4 tấc nha anh em. Đó anh em bóp về là anh em cưa là giống như cái cưa thái của mình luôn rồi, nhưng mà nó rất là lâu lục nha anh em. Lưỡi là mới chưa xài, chưa có dấu xài luôn anh em ơi. Lưỡi cũng khá là đẹp luôn. Chưa có dấu xài nha anh em. Con này là hầu như chưa xài. Rất là đẹp luôn. Con này xài lướt nha anh em, kể như xài lướt đi. Rồi con này bán 180.000 cho anh em ha. Con này khá đẹp, Gumboy nha anh em. Kết hợp với hãng siêu cay ha. Đó. Mắt đen cha băng nha anh em. Con này là xài cưa thái là không lợi nó đâu nha anh em. Khá là bén luôn, mới tin luôn. Rồi 180.000 anh em. Ai nhanh tay còn nha. Rồi tiếp đến là mã số 12 nè. 12 em có cái bộ này vít mini anh em, vít mini mà anh em xài pin tiểu anh em, pin nó mình bên 3 số 5 mình đó anh em. Nguyên mộ nguyên hộp luôn, mới tinh chưa xài luôn anh em. Ồ khá đẹp luôn. Rồi con này China xuất Nhật anh em. China làm anh em để vô 4 viên pin đây là xài anh em. Pin tiểu mình đó, để vô 4 viên là đủ nó chạy anh em. Bao sống anh em mới chưa xài nha. Tặng kèm cho anh em một cái mũi luôn nè. Anh kèm cho anh em một cái mũi vít của nó, zin của nó luôn anh em. Rồi ok anh em luôn. Con này bán cho anh em với giá 150.000 anh em. 150.000 mệt này ha. Giá 150.000. 150.000 nha anh em. Nhanh tay thì còn, chậm tay là cũng hết nha anh em. Hiệu này hiệu chát gì nè. Đó, con này là xài 4 viên tiểu nha anh em, 4 viên pin tiểu. 6V nha anh em. 4 viên pin tiểu 6V là chạy. Con này China xuất Nhật anh em. Giấy tờ hồ sơ tiếng Nhật nó vẫn còn anh em ha. Ok luôn. Hàng China xuất Nhật, mấy con này là thường thường China xuất Nhật không anh em, thậm chí là Black Tucker cũng vẫn vậy luôn, là chuẩn Nhật nha anh em, tiêu chuẩn Nhật nhưng mà China làm. Rồi ok, bán cho anh em 150.000 dễ xài luôn.
tiếp đến là mã số 13 nha anh em. Mã số 13 thì em có cái bộ bắn tia nè, nó full hợp vậy luôn. Cái túi này là cái túi da anh em ha, túi này là túi da. Cái túi da này nó làm cho mình một cái này để đựng thêm đồ nghề anh em ha. Nó muốn đựng gì đựng. Cái này em bán giá là mã số 13 giá 500k anh em. 500k thì nó có con bắn tia này mới tinh luôn em, mà còn hợp luôn. Thì con này nó xài pin tiểu anh em. Pin tiểu làm sao nè. Anh em mở ra ha. Mở ra là anh em thấy là pin của nó là pin Nhật luôn nha anh em. Đây nè. Đó, pin nguyên thủy thiên tôn của nó là pin tiểu đồng hồ của mình anh em. Đó. Con này giá bán cho anh em là 500.000. Con này nó có hai tia thôi nha anh em. Con này tia nó khá là nét nha. Đó, giờ em đúc vô lại là hiện là pin Nhật nó đang còn hoạt động luôn nha. Nhưng mà con cái ở dưới chân này nè, nó có ba cái này mà nó mắc hết chân thì em thế góc này vô cho anh em để cho nó thăng bằng anh em, chứ nó cũng không có ý nghĩa gì nha anh em. Để cho nó thăng bằng thôi, mở lên là nó để cho anh em xem nè. Đó, để cho anh em xem nè. Đó, bật lên nè. Cái tia nó rất là nhỏ anh em, tia đỏ nha anh em. Cái tia nó rất là nét ha. Anh em bấm đây là nó hai tia nè. Đó, nó là tia ngang nè anh em thấy không? Đó, tia ngang thấy không? Đó, anh em bấm tia nữa là nó sẽ lên tia đứng và tia ngang nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Con này chỉ có hai tia thôi anh em. Một là một tia ha, tia đứng, hai là tia ngang, ba là hai tia nó vuông góc nha anh em. Đó. Cái tia nó khá là nhuyễn. Anh em mình làm nó không có bị lệch nha anh em. Nó nhuyễn, nó không bị lệch, nhưng con này phải tia xanh nữa thì ngon. Tia xanh thì bằng ngày mình dễ thấy anh em. Nhưng con này nó của Nhật cho nên là cái nét của nó khá là ok anh em. Nét của nó khá là chuẩn. Đó, con này thì còn hoạt động ok bình thường nha anh em. Đó, rồi, ok, con này khá là nhỏ mini cute anh em. Đó. Hàng này mini cute thôi chứ nó không có. Không có lớn như mấy con mà chợ bán anh em, gọn mà nó có bao da sẵn sàng gì luôn. Rồi bán cho anh em con này 500 nha. Đó, có cái này độc lạ nè anh em. Cái này là mấy ông chơi đồ cổ khá là quý nè. Em có hai cái cùm ghi đông này, cái này là để siết chỗ ghi đông mình đó anh em, cổ xe 67 á. Đó. Thì bán cho anh em hai cái này nè, rất là hiếm nè, zin luôn anh em. Đồ trong cái tụng bên Nhật em có nha, chứ không phải đồ chợ nha. Đó. Cái này ông nào mà chơi xe cổ là sẽ biết cái này. Đó, chơi đồ cổ là sẽ khổ, lý do là đi săn tìm rất là cực khổ, mấy cái thứ này rất là hiếm anh em. Nói chung là đối với em nó không quý, nhưng mà đối với mấy chú mấy bác mình chơi xe cổ rất là hiếm nha. Này bán cho mấy ông vừa bán vừa tặng luôn nè. 200.000 ha, 14 200.000. Hai cái. Về gắn vô chiếc xe là ok luôn. Xe 67 là bây giờ là 200.000 có, chứ mua này không biết ai bán anh em. Thua luôn á. Cái này ai nhanh tay thì có cái này nha. Cái này nhanh tay thì chốt thôi, chứ em cũng không có ưu tiên cho chân nha. Rồi, tiếp đến em có mã số 15 là cái kéo bonsai nè. Kéo này cái tỉa bonsai ha. Thì con này là có chữ là thép trắng anh em. Đó, thép trắng có chữ đàng hoàng, nhưng mà em không có biết đọc chữ này đâu nha. Thì chiều dài nó tầm 2 tấc anh em. 20. Lữ là khá đẹp nha anh em. Ok luôn. Rồi, con này 180.000 nha anh em. Kéo thép trắng 180.000. Để kéo thép đúc nguyên khối nè. Con này bán cho anh em giá 220.000 ha. 220.000 cho con kéo thép đúc này ha. Cắt cành nha anh em. Rồi đây hiệu luôn nha. Hiệu này hiệu đây hiệu luôn nha. Bên đây là có. Bên đây nó không có chữ anh em ơi, nó làm một chữ bên đây thôi. Hai đóng mộc hai chỗ thôi, một chỗ hai chỗ thôi. Rồi con này size tầm 20.5 nha anh em. Đo size cho anh em chính xác luôn nè. Rồi giờ quên. Rồi con này là 20.5 là đúng luôn nè anh em ha. Thường em cầm hoài thì em biết cái con này 20.5 nè. Giá quên mở lưỡi cho anh em xem nữa.
đó, lưỡi cũng khá là ok anh em đó. Con này nó hơi bị mẻ mũi xíu nha anh em, con này mà không mẻ mũi chắc cũng tầm 250-300, rồi bán cho anh em 220 ngàn. Mũi cũng không có xài anh em, chủ yếu là cái gần chỗ này thôi. Rồi anh em mình chốt cái kéo thép túc này 220 ngàn anh em. Bây giờ kéo này rất là hiếm anh em, kiếm rất là khó luôn, 220 ngàn. Rồi tiếp đến ông nào chơi bonsai thì chơi luôn, chơi cho tới luôn. Con này giá 200 ngàn luôn nha anh em, mã số 17 nha. Mã số 17 thì con này miệng nó thì cũng khá là ok, đó, nó cũng có hơi nhem nhẹ, anh em mình không thích thì về mình sửa lại nha. Chứ thật sự con này là em sửa thì nhiều khi nó không vừa ý anh em ha, khó lắm. Con này khá hiếm ha. Thì size con này là 27 anh em, size 27 hiếm lắm anh em. Thường thường size 20.5 thì nhiều. Đó, size 27 nè. Bán cho anh em 200 thôi. 200 ngàn cho con kéo cắt kẽm này anh em ha. Kìm cắt kẽm là 200 ngàn cho anh em mình chơi bonsai luôn. Rồi tiếp đến là mã số 18 nè, 18 này em bán 120 ngàn cho kìm đa năng nè. 120 ngàn anh em, 120 ngàn cho kìm đa năng máy lên xa băng luôn anh em ơi. Đó, chỗ này là cắt anh em, còn cái chỗ này bẻ sửa gì nè, còn cái này là cái đầu này đầu gì rất là lạ anh em ơi. Đây mát in ra băng luôn, chính hãng chính tông Nhật nồi luôn anh em ha. Đó mát in ra băng khắc ăn mòn luôn anh em ha. Còn cái này là cái đầu búa của nó nè, thì anh em mình cái này chủ yếu là đợt co, anh em muốn xài gì xài ha. Mã số 18 120 ngàn. Rồi có bộ này của nha khoa hay gì nè anh em ơi, thấy khá là lạ luôn, không biết là phải nha khoa hay là xài cái gì mình không gành ha. Mũi bọng gì của nó tùm lum tùm la luôn ha. Đó nó có là bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mũi ha. Thì 9 mũi này chưa có xài luôn nha anh em, còn mới tinh luôn, chưa có xài xiết gì hết, còn rất là đẹp luôn, hầu như là chưa xài. Thì cái bộ nha khoa này bán cho anh em là 300 ngàn ha, 300 ngàn cả hộp luôn, tính ra cây có mấy chục ngàn anh em, tính ra cây có 30 mấy ngàn thôi. Đó bán còi bán cho anh em nguyên hộp là khá đẹp luôn nè. Đó hiệu là hiệu ở đây là hiệu tiếng Anh gì không nè anh em ơi. Đó tiếng Anh tiếng Nhật gì nè. Đó rồi con này bán cho anh em mã số 19 nè, 19 300k. Rồi 20 bán cho anh em con này một cặp này 120 ngàn thôi anh em ha. Thước thủy nè, thước thủy mini nè anh em, dễ xài ha. Con này khá đẹp luôn nè, 120 ngàn. Ngày xưa em bán con này, một con này không anh em, một con này không là 150 rồi, nhưng mà giờ nó rớt giá rồi anh em. Thủy còn ok, thủy còn ok, cái này cũng vậy luôn nè, ok ok hết, 4 thủy còn ok thì bán con tặng con luôn anh em, tính tiền 120 ngàn thôi anh em, không bằng tiền một con ngày xưa nữa. Rồi hai con 120 nha anh em, hai con luôn. Con này là có 500 hít nha anh em, mà con này không có nha anh em. Con này con này có hít luôn anh em, hai con là 500 có luôn cho anh em ơi, quá đã luôn rồi. Con này có hít, còn con này cũng hít luôn, hai con hít hết luôn anh em nè ha. Rồi ok luôn, hít nè. Đó ok, con này cũng hít luôn, quá đã luôn. Rồi hai con 120 anh em ơi, quá đã luôn, hai con thức thủy 120 ngàn. Rồi tiếp đến là mã kìm bấm chết nè anh em ơi, kìm bấm chết nè, mã số 21 450 là con này là size 10 inch nha anh em, size 10 inch. Thì con này nó có hàng barret hay gì anh em ơi, có hàng dính chỗ cái miệng nó xíu nè, nó hơi xấu xíu, nhưng mà răng rất là đẹp nha anh em. Con này thì em thì mài cái này là một nốt nhạc mà anh em, nhưng mà mình mài vô thì anh em không tin tưởng, nói rằng này sửa hay là bù phép gì nữa nó khó lắm. Rồi để cho anh em mình tự mài tự sửa ha, răng cỏ còn khá là đẹp. Đó găng đây là có hơi bị dính, nó hàng barret anh em, nó chọt vô rồi vậy, nó dính mấy cái dấu hàng đây ha, này là nằm trong cơ khí hay gì nè. Thì con này là của Mỹ anh em, USA đây anh em ha, có logo bắt tay này USA ha, đây một chỗ ha. Rồi đây một chỗ anh em nào có không kiếm kiếm đi kìm có dấu bắt tay gì nè, quay grip nè ha. Đây rồi đây chữ nữa nha anh em, quay grip luôn nha. Đó này đúng cái kìm Mỹ là nó như vậy nha anh em. Còn anh em mua kìm chợ thì nó làm cái logo này, nhưng mà thật sự cái chữ nó ghi giữ gì không biết luôn.
đây nó có dấu gì nè anh em ha, đánh dấu là hàng này là hàng cổ xưa anh em, hàng xưa nha anh em chứ không phải là hàng mới nha, hàng mới mấy anh em mua cây này là trên triệu. Mà giờ hàng mới cái kiểu này nó bỏ mẫu anh em ơi, không có bán nữa đâu, mà đa số bán kịp tàu thôi. Đó, này là đậm chất Mỹ luôn nè anh em ơi, đó khá là đẹp luôn. Anh em bóp nhẹ lại ra, thấy không? Rồi ok anh em ha. Rồi bán cho anh em 450 nè. Rồi tiếp đến là em có cây tiếp đến là em có cây kìm bấm chết này mini nha anh em. Size con này khá là nhỏ nha. Con này chắc tầm tắt gì vậy em ơi. À, chiều dài nó là 14 nha anh em, chiều dài nó 14 sao. Thì con này nó hơi có nằm bãi, nó hơi rỉ sét xíu anh em, không sao mà găng rất là đẹp. Con này mới chưa xài anh em ơi, nằm trong tụng cho nên là nó hơi rỉ sét chút xíu, găng còn khá đẹp luôn. Rồi ok, con này bán cho anh em là giá 100k cho anh em mình xài ha, chuyện mini thôi, khá là cute luôn. Rồi 100.000 anh em. Tiếp đến em có cái mã số 23 là cái nón của thằng Samurai nha anh em. Nón Samurai này mã số 23 em bán cho anh em là hạ giá xuống cho anh em là 650 nha, 650. Con nón này là nặng khoảng 4,5 kg nha anh em. Con này là nguyên con bằng gang thép nha anh em, gang thép. Rồi nó sơn cái màu vàng vàng lên là cho nó giống kiểu như lính ngày xưa của bên Nhật nha. Rồi con này thì rất là hiếm anh em, vì mình đợt co trưng bày chứ không có đội được anh em, đội là gãy cổ chết nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 24 nha. Mã số 24 con này mới tin chưa xài luôn, bộ mà làm lũa anh em ai nè, chơi bonsai thì quất cái này 100.000 anh em. Mã số 24 100.000. Đó, mới chưa xài luôn. Thì anh em nào chơi điêu khắc hay là chạm chỗ gì đó thì bên cành gỗ đó anh em, mua cái hộp này gì mình xài là mới tin chưa xài luôn. Đó anh em mình đủ thứ đồ chơi là có 2 4 5 mũi nha anh em. Này là đúng bài của mấy ông chạm chỗ nè, anh nào có qua tay thì chạm luôn cái ông thích bên tệ luôn cho nó. Bộ này hỗ trợ rất là ok nha. Giờ cái chen nó dữ lắm nha anh em. Rồi. Bán 100.000 hỗ trợ cho anh em luôn. Mới chưa xài anh em, trong full hộp gì luôn nè. Trong bịch luôn. 100k cho bộ số 24 nha. Rồi bộ số 25. 25 này em bán cái này 80.000 anh em, 80.000 nó bao gồm có 8 mũi anh em. 1 nè. 2 3 4 5 2 4 6 7 cái mũi này với cái cán này là 8 anh em. Thì cán này anh em đút vô nối kết nối lại ha. Đó anh em cán đút vô kết nối lại anh em sẽ dặn là ok. Ha. Thì cái này nó cũng có hơi hang rỉ chút xíu anh em chứ không có sao nha, nó mới chưa xài hết á. Vì mình kia cái hộp nó vỡ ra nước nó vô nó hơi có hàng gãy xíu nhưng mà mới tin nha anh em. Đó, rất là mới luôn. Đây có mũi khoan dùi vậy nè, bên đây có mũi ba ke mà nhỏ, ba ke bự, dẹp nhỏ, dẹp bự rồi mũi nhọn gì tùm lum chân anh em ha. Đó. Thì bộ này nó hơi vỡ cái hộp này do vận chuyển mình cắn cái đồ anh em. Chứ nó không sao. Đầy đủ hết trơn nha anh em ha. Chỉ vậy thôi nha. 25 này bán 80.000 cho anh em thôi. Rồi mã 26 nè. 26 em có kiến lúp nè anh em ha. Kiến lúp này hàng của bãi luôn. 26 em bán hai cây này là 100k, lý do là con này nó hơi cắn vỡ chỗ này xíu nè anh em ha. À, cắn vỡ nhưng mà cây kiến là ok anh em. Size bề ngang con này là tầm khoảng 7.5 anh em, ngang là 7.5 7.6 luôn á. Cái bề hoành kiến của nó. Đó, em bán hai con luôn, bán vừa tặng cho anh em luôn, bán 100.000 cho anh em mình ha. Về mình xài lặt vặt gia đình là ok ha. Hai con 80.000. Rồi tiếp đến em có cái tô kẹp kẹp bàn anh em. Cái tô kẹp bàn này là ngang của nó là 65 ha. Đó. Ngang 65, chiều cao của nó là 14 anh em ha, cao 14. Mở miệng tối đa của nó để mở ra ha. Nó cũng tương tương nha anh em, còn ra nữa nhưng mà hậu hậu thôi anh em. Nó không tầm 35 anh em ha, 3 phân gửi. Mở ra nữa được anh em nhưng mà mình hậu hậu tầm 3 phân gửi 40 á. Thường thường đo cái bề ngang này nè, với cái độ mở ra là nó bằng nhau. Vô ngang 4, toàn ra nó sẽ 4.
Rồi con này là đậm chắc Nhật luôn anh em, bãi luôn nha. Hàng này bán 350.000 anh em, mã số 27. Đó. Khuôn kẹp đầy đủ. Cái này nó có cái chén nữa mà nó rớt cái chén mất rồi. Anh em mình có thể là hàng cái lồng đền vô cũng được, mình kẹp thôi chứ nó cũng có quan trọng gì nha anh em. Hàng cái lồng đền vô thì anh em siết thôi. Rồi, căng miệng còn khá đẹp anh em ha, miệng còn lắng lo luôn. Đó. Không tì vết luôn anh em ơi. Rồi 350 nha, con này xưa bán 5 xị á. Rồi, mã 27. Mã 27 có cái mỏ hàng này anh em mình có làm bên ngành quảng cáo hay là mình làm ga bạc rồi đó. Thì cái con này mình nóng lên thì cái con lăn này mình xe mình hai cái miếng bạc mình kẹp lại mình đẩy đó gì là nó hàng dính luôn anh em. Hàng dính hai cái mép luôn. Đó. Hàng dính luôn hai cái mép lại anh em, hai cái mép đó, mình nhựa đó mình nóng lên cái mình đẩy gì cái là nó dính lại giống như mình hàng kiểu nhựa túi ni lông vậy anh em. Thì con này made in Japan nha anh em, hãng đó là Gót nha anh em. Con này để em coi công suất con này coi. Đủ còn dây chung của thằng Nhật bãi luôn anh em ơi. Rồi con này là một điện 150W nha anh em. Đó, dấu nội địa này nằm đây nè. Rồi ok anh em luôn, con này là rất là mới anh em, xài lướt. Made in Japan luôn nè anh em ơi, nó quá đã luôn. Mã số 28 giá 150 nha anh em. Rồi con này mã 29 là giá 200 nha anh em, lý do con này nó công suất nó lớn hơn nha anh em, con này mới tinh chưa xài còn trong hộp luôn nè. Điện 100V 100W nha anh em, món hàng zin luôn. Còn trong bịch luôn vậy nè anh em, con này chắc xài lướt qua nè, em thấy có đốm đen nè anh em ha. Đó, nó có xài lướt thôi. Ồ cái chui nó mới. Made in Japan ở đây luôn, gót luôn anh em, con này là 100W nè. Điện 100V 100W luôn anh em. Rồi con này là khỏi suy nghĩ, bao xài cho anh em luôn, điện 100V anh em, đút 220 là thua luôn nha. Rồi 200.000 con này. 100W rất là hiếm nha. Đa số là 80 trở lại. Rồi em có cây rút kiwi nè. Cây rút kiwi 320.000. 320.000 em bán con này là hiệu Leader gì nè. Nó có 4 cái mũi zin theo nó là 2.4, 3.2, 4.2 anh em, 4.8 anh em. Đó. Là cái mũi thông dụng cho cái mũi Việt Nam mình nha. Đó. Còn hoạt động ngon lành anh em ha, mới tin luôn. Đó, bây giờ thời gian nó có hạn cho nên là em không có test, anh em nào mua thì em Zalo em test bao xài cho anh em, con này bao xài nha anh em. Con này nguyên con là thép đúc nè. Nhôm. Ở phần này nhôm, còn cán đây là một thằng bằng thép gang gì nè. Ok luôn. Rồi, con này số 30 nha anh em, 30 là 320.000 cho cây rút VV này nghe, khá là mới anh em. Mới tinh luôn mấy cái đầu này anh em thấy không? Nè. Khá là đẹp luôn. Bao xài cho anh em nha. Ông nào xài không được trả lại em, ok luôn. Rồi con này mã 31 cái thước gốc anh em. Thước gốc cái này của hãng Senwa. Made in Japan anh em. Rồi con này bán cho anh em là 150, 150. Khá là đẹp nha. Con này là nguyên phần này là nhôm khối hết nha anh em, nhôm khối hết chứ không phải là ghép nha. Nguyên con nhôm khối luôn. 150 nha anh em. Rồi bán cho anh em ba cây cảo chữ F. Ba cây cảo này size của nó là 32 nha anh em. Tới đây là 32 nè, chứ em không có đo nguyên cái này. Cái này nó là cái nấm dặn thôi. Ba cây giống nhau anh em. Con cây này nó hơi cũ xíu anh em, còn mấy cây này thì mới. Rồi ba cây này bán cho anh em 250.000 ba cây. Ba cây cảo nha anh em. Ba cây cảo GF nè, mini. Anh em mình để xài vật liệu nhỏ nhỏ ha. Khá là dày, khá là nặng luôn. Rồi, mã số này là 32 giá 250 ba cây nha anh em. Rồi tiếp đến là 33 này em có cây
Eto, nhưng mà Eto gốc anh em mở cái này ra, anh em để một cái vật liệu vô đây, anh em để một vật liệu vô đây thì hai cái nó sẽ vuông lại anh em, rồi anh em nó cố định cho anh em mình làm mộc anh em nó không có bị lệch ha. Đẹp vô gì nó 45 độ luôn. Cái này bằng nhôm khối nguyên cái ha anh em. Nhôm nha. Nhôm hết chứ không có nhựa nha. Rồi mã số 33 giá 80 nha anh em. Mã số 34 là em có con đe này. Đe này khá đẹp luôn anh em. Con này chắc là hãng Egon đó anh em, nó có cái tem nữa mà mất cái tem rồi. Con đe này để em đo bề ngang là con này là em bán 450 nha anh em. Đe này em bán 450, bề ngang đó là tính cái miệng đe không là 96 nha anh em. Bề ngang nó là 45 nha anh em. Đó, bề cao nó là 80 anh em ha. Cao 8. Rồi, em đo cái miệng tới đe luôn nè. Là 15 anh em ha. Tới cái mỏ đe luôn là 15. Thì con này tầm khoảng ký ngoài anh em ơi. Hơn ký chút xíu. Này cũng không chính xác anh em, cầm nó khoảng ký hơn gì đó. Và con này giá là 450 nha anh em, mã số 34 nè. Đe khá đẹp luôn. Đó. Con này anh em mình sửa giúp bô hay là làm nghề thợ bạc thì là ok luôn anh em. Có cái dấu đe nhỏ luôn nè. Rồi khá hiếm nè ha, 450 nha anh em. Rồi mã số 35. 35. 35 là 35 là cái này là có cái bếp ga này mini anh em, nhưng mà khổ con cái nó chưa có chai ga. Đó, anh em mình có thể mở ra nè, ship lại nè. Đó. Có chai ga nè anh em, thọc vô đây. Thọc vô đây là anh em xài này, có cái găng nè, anh em mình có thể là thiết kế cái bạc găng á, anh em dặn vô cái chai ga là ok luôn anh em. Đó. Anh em có thể lên Shopee mua chai ga cũng có nên anh em, nó cũng có bán cái đồ giống vậy, nhưng mà của em là của Nhật nha. Nhật bãi ha, và trên Shopee nó cũng có bán cái chai ga này khẩu chế luôn. Con này model nó là mã 200X ha. Đó, chữ Nhật toàn bộ anh em, chữ Nhật toàn bộ luôn, khá là mới luôn. Thì con này anh em mình có thể nhóm lên gì nè, anh em mình chia đều ra 4 góc ha. Đó, rồi gì anh em để vô đó, nhận số anh em dỡ lên để nhận số. Ok, 4 góc con này nhớ lên. Rồi 4 góc anh em, cái này cũng vậy, 4 góc đó anh em dễ vậy nè. Anh em gắn vô là có cái móc nè anh em thấy không? Đó, có cái móc nè. Đó, có cái móc chỗ này ha. Bên đây cũng vậy. Anh em đèo vô nè. Đó, nhấn vô ngầu cái bụp đó rồi vô rồi. Đó, vậy là vô nè đó. Anh em để vậy là anh em nấu nướng bình thường ha. Ngon lành. Đó, khè lửa anh đây dặn nấm chỉnh lửa ha. Đó, khóa lại. Đó, mở ra khóa lại. Chưa. Rồi. Vậy là chưa có dây ga nghe, có ga mới cháy anh em. Chưa có ga. Bằng 5 nha anh em, giá 200 nha. Cái này lâu lâu mới có một lần nha anh em, chứ không có hoài nha. Cái này chắc là hiếm anh em ha. Rồi tính đến 36 nè, 36 anh em có cái bộ này dở hơn cái hết hồn đóng lại luôn anh em. Dở ra cái nè. Thì có cái hộp rất là đẹp anh em có thể là ghi tên ở đây ha. Là mở một cái là hết hồn luôn đó. Đó. Mới chưa xài luôn anh em, nguyên bộ cầm ba luôn. Đó, ở đây cây đầy đủ hết trơn anh em, có cái này có cái gì trong này em không cành nữa nè. 1 2 3 4 5 6 7 này nữa 8. Cái này là cái gì mở ra thử coi. Gì vậy trời? À cái này viết chì, viết chì chì anh em ha, viết chì, viết chì. Cái chì này để đem để vô combo anh em vẽ đó anh em. Ok, có mũi cẩn thận luôn. Rồi ok. À mấy ông nào kỹ sư kiến trúc gì đó làm nghề vẽ đó, thiết kế mà cái cầu tiêu đầu miền Tây gì đó không biết nha. Rồi 36 là giá 300.000 nha anh em. Rồi tiếp đến bộ này cũng 300.000 luôn anh em, nhưng mà nó thiếu mấy cái mũi gì đây em không cạnh nha, nhưng mà quý cái bù lại thì nó có hai cái bút khá đẹp anh em, bút chì anh em. Ở dưới dở này lên anh em, có những cái thước nhựa ở dưới nữa nghe anh em, dở cái phần này lên. À, có mấy cái thước ở dưới nữa. Rồi đây là cái hộp mũi nè anh em, cái hộp mũi nè, hộp mũi chỉ chì nè. Rồi đây là có cái combo là một cây nè, còn cái này cái gì không biết luôn anh em ơi. Combo 1 2
3-4 cây cam ba. Cái này là cái mũi nhọn của nó nè anh em, Sico có hai cái bút ha. Ở dưới này thì có mấy cái thước gì đó độ độ vậy đó anh em ơi. Rồi hộp rất là xịn sò anh em, đó đó gà lại gì nè anh em ha. Đó rồi em bác cũng 300.000 mã số 37 anh em. Rồi tiếp đến là mã số 38 nè, 38 này em có mỗi khi hoa đào nở nè, bỗng thấy ông đồ về nè, bài mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua nè. Rồi vô số 38 anh em ơi, 8 này nói giỡn giỡn với anh em chứ cái này là cái mài mực của mấy ông đồ cũng vẽ đó anh em. Mài mực nè mấy ông vẽ bên thư pháp rồi đó. Mài mực cái này của Nhật nha anh em. 150.000. 39. 39 là cái hộp 39 là cái hộp máy khoan này nguyên hộp nha anh em, bán 150.000 anh em. Có cái hộp gì thôi. Đó, có cái hộp vậy nè. Này 2 triệu anh em. Khoan này khoan 2 triệu, mã là GVD 70. Con này hoạt động 2 triệu có điều tốc ở đây nha anh em. Đó, đảo chiều. Chạy khá là im nha anh em. Đó, đảo chiều, điện 100V anh em. Con này có cấp trượt luôn anh em nè, cấp trượt nè, em bóp cái nữa coi. Bóp cái nữa coi. Là anh em mình hiện cái mũi tên đây nè. Cái mũi tên đây nó chỉ ở chỗ nào là cấp trượt chỗ đó nha. Còn anh em mình dặn hết luôn nó không trượt anh em. Ngay chỗ cấp khoan này là nó khoan luôn, nó không trượt, còn cái này là trượt nè nha. Đầu thì không gơ không kẹt luôn. Đó, nó trượt nè. Đó. Đảo chiều nè. Đó. Ngon lành anh em, trượt nè. Còn anh em muốn khoan để cấp cuối cùng là khoan luôn, không trượt. Rồi con này là thắng thiết điều tốc ok, là điều tốc là ngon lành. Rồi đầu không gơ không kẹt, ngon lành full hộp luôn. Cái hộp này không là đủ tiền anh em, hộp này cả 100.000 à. Rồi bán nguyên con cho anh em này 150.000 nè anh em, là quá ok luôn, nhanh tay còn nghe chậm tay hết nè anh em ơi. 39 giá 150. 40. 40 chơi luôn nguyên cái hộp này luôn. 200.000 anh em, hộp này hộp sắt nha. Nguyên hộp sắt nè. Đó, trong đây có gì? Bán mã mù cho anh mù em luôn. Mã mù luôn cho anh em, một cây nè. Hai cây nè. Ồ cái đục này như phân gửi hai phân gì nè. Đục này mấy ông bonsai phái lắm nè. Cái này bằng con cá, kìm con cá nè. Mỏ lết này của Yamako gì nè. Dũa nè. Dũa nè, rồi cái này chìa khóa gì 19 17 nè anh em. Rồi cái này 8 19 gì nè, còn cây này cây gì không biết luôn anh em ơi. Rồi cái vít nè. Rồi cây này mới đinh trong đây nè. Ôi, đinh tinh lăng tăng tùm lum trên anh em ơi. Đó, chìa khóa ở đây 3-4 cây luôn nè. To ơi, nhóc hết trơn. Thôi thôi. Rồi lỗ luôn à, chơi luôn một mương luôn. Rồi con này bán cho anh em 200.000 nguyên hộp, ngon lành. 200.000 mua 200.000 full hộp anh em. À xuống bốn mươi mốt có cái hộp nhựa anh em, 200.000 luôn anh em ơi. Rồi con này 200.000 nó có cái gì, nó bề ngang nè. Bề ngang là 45 anh em ơi. Cao là 22. Rồi. Con này là có cái vách ngăn, có cái chặn dừng mình chặn ngang này mình để chia vách ngăn ra anh em ơi. Đó, hai ngăn luôn. Ngon lành. Rồi, có vách ngăn nhỏ nhỏ nè anh em, muốn gắn sao gắn ha. Rồi có mỗi cái lỗi là ở phía sau lưng này nó hơi cắn cái đồ nghề anh em. Nút gài thì ok luôn. Đó, nút gài ok. Bình thường, nhưng mà con cái anh sao nè anh em, lấy cái máy khò anh em khò nhựa ốp vô lại nha. Cắn đồ nghề nó chảnh lên xíu nè. Này em làm cũng được, nhiều khi em làm không giữ ý anh em nó cũng khó nha. Cái này nó bung cái này thôi, nếu mà cái này nó không bung là cái này tới 300 mấy nha anh em. Size của nó là 450 nè. Con này nguyên luôn chắc là mới anh em, tại vì nó hơi cắn này em bán rẻ cho anh em vì tự sửa ha. Đó, về nữa em tự sửa ha, cái phần này lỗi ha. Em lên
cái thùng này nó mã lỗi nha anh em, lỗi là 200 nha anh em, thùng luôn nghe. Rồi à, mã 42 này em có cái đồng hồ này anh em ơi, đồng hồ này nó không có kim nhưng mà em mua cặp kim này cho anh em nha, kim này khá là ok. Đó. Đó, dặn khá là ok ha. Rồi cái này thì nó không có cặp kim nha anh em, nó không có, nhưng mà em mua em làm cho anh em kèm theo cho anh em dễ xài ha. Nhưng mà em cũng lựa là cặp kim xịn nha, chứ không phải là cặp kim dởm đâu, dây đi to vậy nè. Anh em xài nó mới bền. Đó, kim như vậy nè. Em mua cặp kim khá là đẹp luôn. Đó, cặp kim này anh em có thể là đo cái linh kiện nhỏ anh em cũng làm được, lớn anh em cũng làm được luôn, mà nó rất là dài nè. Anh em xài nó thông dụng hơn là cái cặp kim kiểu zin của nó, với sẽ xài không ngon bằng cái mấy đời mới này anh em ha. Thì anh em dây đen này anh em đâm vô trừ nè. Cộng bên đây nè. Đó. Còn anh em này đo ampe là anh em đổi lên đây ha. Còn giờ em đo cho chủ yếu là cho cái mạch nó sống, cho cái máy nó sống rồi. Em đo ôm cho anh thông mạch nè. Anh em đo cái kim ha. Nè. Đó. Sống anh em ha. Đó, lụm. Ok. Rồi. Anh em mua cái này em sẽ tặng cho anh em một cái que đo nha. Một cái que đo về anh em mình gắn vô giống như em vậy nè. Đó, que đo này que đo mới. Que đo mới nhưng mà xài rất là ok, rất là chuẩn nha. Rồi cái này có bao da đàng hoàng luôn anh em ha. Rồi lên em mã 42 giá 600 ngàn anh em ha. Rồi mã 43. 43 em có kìm mở phe là 250 ngàn anh em, size nó sẽ to nha. Size này sẽ là to, con này là hãng Honda làm gì nè. Đó. Rồi chiều dài nó là 21 anh em ha. Dài 21, size khá là to. Còn hoạt động bình thường anh em ha. À, mấy ông mua là mấy ông ưa hay coi cái mũi nó ok không đó, cái mũi là khá ok luôn. Rồi 250 ngàn anh em. Xe to con này khá là hiếm ha, còn đa số xe nhỏ không à. Rồi con này cũng là 220 ngàn, nhưng mà cũng xe to vậy đó, nhưng mà nó hơi bọng bọng chút xíu anh em ha. Đó, cái mũi nó gì đó, cái kiểu này nó cong, còn cái kia nó thẳng. Cái này xe của 20 luôn anh em ha. Đó, con này cũng hãng Honda luôn. Rồi bán 220 con này anh em ha, 220 con này. Mã số 44 anh em ha, cho màn hình lại gửi em. Mã số 45 nè. 45 giá 200.000 cái kìm độc lạ anh em ha, giá 200.000 kìm độc lạ nè. Con này vừa là kìm, con này kìm nguội anh em ha, nó không có bao da, còn kìm điện nó mới có. Con này là anh em có thể là bấm cốt nè. Đó, còn cái găng nó rất là đẹp ha. Cái này là cái kiểu model của nó, chứ không phải là bị mài hay là bị cắt gì bể vậy anh em ha. Găng khá đẹp luôn. Đó. Găng khá là ok luôn ha. Đó. Ok. Rồi 45 nè. 45 là 200 ngàn cái kìm này, size to quên đo nữa anh em ha. Đo là găng còn khá đẹp, đo là chiều dài nó 21 anh em ha. Size 21. Kìm này khá lạ lắm. Có hai cái này đây ha. Rồi 200 ngàn cái mã kìm này anh em ha. 45 nha anh em. 46. 46 em có cái kìm này em bán 100 ngàn kìm điện nè. Nhưng lý do là size này size to, hiếm. Nhưng mà con cái nó bị rỉ sét, size là 42, 22 luôn anh em. Nhưng mà con cái là nó phui da xịn đó anh em. Nhưng con cái nó hơi rỉ sét. Thì anh em mình xài không quan trọng tính cái răng cắt á, cái miệng cắt á thì không sao, còn chủ yếu là cái răng đẹp anh em, miệng đẹp ha. Thì con này là anh em xài khá là ok, cắt dây điện cũng bình thường anh em, cái điện cũng bình thường, nhưng mà tại con cái nó không đẹp bằng mấy con kia thôi. Đó, cắt bình thường ha. Đó, cắt cũng khá là ngọt ngào đó. Thì con này thì em chỉ vệ sinh sơ sơ thôi anh em ha, còn anh em nào về khéo tay á là anh em mình sửa lại cái là đẹp keng luôn anh em. Con này em có thời gian em làm cũng được đó, nhưng mà ngặt cái không có thời gian anh em ơi. Găng cũng khá là đẹp ha, khá là cắt ngọt chứ không phải là cắt không được nha, cái này cắt vẫn được bình thường nha. Thì con này nếu mà em sửa lại em làm đẹp lại là con này không có giá này nha anh em, nào nói thôi cho nó gành.
Còn này là tại em có thời gian thì anh em mua về anh em mình bôi lia lại cái là đẹp. Rồi con này 100.000 cho anh em mã 46 nè. Mã 47. 47 kìm thui da nhỏ nè anh em ha. Kìm này kìm size thông dụng nè. Con này là con kìm mỏ nhọn là 17 anh em ha. Size 17. 17 này nè hiệu Fuji. Fuji da luôn. Nhưng mà nguyên zin ha, em không có chà đánh bóng gì hết. Găng đẹp. Găng là ok, không có đụng chạm gì chân anh em ha. Bảo đảm là con này cũng khá là mới. Và con này em bán 70.000 anh em, 70.000 cho kìm nhọn này nè. Anh em là gấp cho mấy cái đồ nhỏ nhỏ trong kẹt rồi rất là đẹp, ok luôn. Mã số 47 70.000 anh em ha. Mã số 48 nè. 48 mình có kìm cắt này của thằng hãng gì đây. Cái này nó sơn anh em, mà mình đánh bóng cái nó mất tiêu hết rồi, mất tiêu chữ rồi. Chiều dài nó là 20. Size này cũng rất là hiếm nè. Cái còn ngon lành anh em ha. Rồi, con này bán cho anh em 150 anh em ha. 150 mã số 48. Mã số 49. 49 này bán cho anh em là hai con này mù luôn nè, lên mã mù cho em đi. Rồi 49 giá là 200k. Một con này thì đứt dây điện. Đó, con này đứt dây điện. Mà còn nhẹ nhàng không gơ không lắc gì hết, còn cứng ngắc luôn. Đó. Chỉ biết là nó công tắc nằm đây. Đó, con này là mở đá ở đây, tem Nhật ở đây. Đó là hiệu gì đây? Lulet gì nè anh em. Đó. Con này thì đá còn nguyên. Đá chén là nguyên si hết. Con này anh em nấu về điện vô là lụm tiền anh em. Bảo đảm con này chạy. Tại em làm biến trong cái bao đồ nghề nó có, em lôi em bán luôn anh em. Biến rồi. Rồi cái này em bán cho anh em một con nha. Thêm con này nữa. Con này thì khoan một chiều. Nhưng mà nó cứng anh em. Nó cứng cốt. Cứng cốt nó rỉ sét á. Để anh em mình vệ sinh là chạy bảo đảm. Đó, rồi hai con bán anh em 200 luôn. Hai con vừa bán vừa tặng luôn anh em ha. Có con này là con có dây. Con này còn dây. Còn con này đứt dây, hai con 200 luôn, bán vừa tặng cho mấy ông luôn. Mã 49 nha anh em, hai con 200. Trong đồ nghề thì em bán rẻ cho anh em luôn, em không có mua cái này tại vì nó làm lộn trong á. Rồi 50 em có con này là cuối cùng clip luôn anh em. 800.000 con Zippo này là Zippo đời 88 đít lò chữ xéo anh em. Zippo này đít lò chữ xéo. Đời 88 4 la mã anh em, vỏ trùng cuộc luôn. Chưa lên lửa luôn anh em. Brap green luôn nha. Emblem green luôn. Cuộc khá là mới luôn. Vỏ trùng ruột luôn ha, đem lưu ta luôn anh em ha. Nè. Cuộc hai mặt chữ nha anh em. Cốt còn nguyên zin hết. Bánh xe bao bén chưa lên lửa luôn anh em. Tim này tim đồng nha. Đó, chưa dầu tì vết, chưa xước luôn. Đít lò chữ xéo nha anh em ha. Đít lò chữ xéo là nó đời xưa nữa, nó có giá. Còn con chính hãng thì tầm khoảng 5 xị là có à. Nhưng mà đời mới, đời số chứ không phải đời này. Đời này 4 là mã, đời 88 anh em. Đít lò chữ xéo chứ không phải đít lõm nha. Vỏ trùng ruột luôn anh em. Mới chưa lên lửa luôn. Này là đồng rin, brap rin anh em ha. Đó. Con này là 800 anh em, về là đổ xăng lên lửa anh em, quên quẹt cho anh em nữa. Đó, đá đi zin luôn nha. Âm cũng rất là chuông luôn nha anh em. Ok luôn, lên lửa nhẹ nhàng anh em. Lửa bánh xe bao bén luôn. Đổ xăng là lên. Không cắn không móp anh em, coi bản lề thô nè. Bản lề rất là đẹp luôn. Không chỉnh sửa không gì hết. Không cắn không móp. Đó, mấy ông nào kỹ tính thì sâu vô đây. Tôi cho mấy ông coi hết trơn luôn nè, nó không cắn không móp. Cái này là tại để nguyên zin nha, chứ em không có bô lia lại cái làm còn mới nữa. Nhưng mà tại vì để cho mấy anh tự làm, khi em làm mấy anh không thích. Đó, đang để nguyên zin bật chế độ tự nhiên. Rồi 800.000 cho anh em. Rồi con này con cuối clip ha, chào anh em và hẹn gặp lại ha. Cái này anh em mình em có đánh số thứ tự hết trơn đó. Anh em mình
cứ việc chọn số thứ tự thì cũng như là giá tiền trên đây. Anh em mình cứ việc alo cho em, số điện thoại em có ghi trên tiêu đề đó anh em. Anh em cứ việc gọi cho em ha, nhắn tin Zalo cũng được. Ok, chỉ có một số điện thoại thôi anh em ha. Rồi chào anh em.